xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong Chuyển động Đông Tây. Cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017, chương trình có nội dung đáng quan tâm sau. Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kết thúc phiên họp. Vụ tàn phá gần 61 hecta rừng tại Bình Định, bắt tạm giam hai cán bộ kiểm lâm. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện gần 400 ký cá đông lạnh hết hạn sử dụng. Công năng kỳ diệu của lá chanh sẽ có trong câu chuyện sinh tồn hôm nay. Nga, chính quyền và người dân vẫn đang đau đầu vì làn sóng khủng bố điện thoại. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường vẫn đón nhận khá nhiều người mua vàng và xu hướng tăng giá liên tục ngay sau khi mở cửa phiên. Nhưng mở cửa phiên sáng nay thì giá vàng trên thị trường thế giới và cả nước đều lao dốc mạnh, mỗi lượng vàng mất 120.000 đồng. Nguyên nhân khiến cho giá vàng giảm trong chóng vánh là do sự bất ngờ trước những kết luận của Fed sau phiên họp 2 ngày. Trong tháng 10 sẽ thực hiện thu hẹp bảng cân đối kế toán có quy mô lớn 4.500 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những chính sách tài khoá hỗ trợ cho kinh tế Mỹ khi bước vào thời kỳ khủng hoảng trước đó. Mọi điều nghi ngờ về tăng trưởng của nền kinh tế đã ngã ngũ. Như vậy, vàng đã mất đi lực hỗ trợ khá mạnh và còn có thể rơi sâu hơn khi đô la Mỹ quay đầu tăng mạnh. Nhà đầu tư vàng cần xem xét thị trường kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua vàng tại thời điểm này dễ mất vốn. Hiện giá vàng SJC giao dịch tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh mua bán ở quanh mức 36.480.000 đồng đến 36.680.000 đồng một lượng, giảm 120.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm trước. Nhằm ứng phó với diễn biến mưa lũ đang lên nhanh và bất thường như hiện nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa thông báo việc vận hành xả lũ hai đập Tha La và Trà Sư. Theo đó, đập Tha La sẽ xả lũ vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 9 và đập Trà Sư xả lũ vào lúc 9 giờ cùng ngày. Để bảo vệ an toàn cho người, tài sản của người dân ở vùng hạ lưu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị, địa phương và nhân dân biết có phương án an toàn bảo vệ đê bao sản xuất. Trong quá trình mở đập xả lũ, các địa phương trong vùng nếu có yêu cầu đóng đập để bảo vệ an toàn đê bao tiểu vùng phải báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang. Và thời điểm cuối tháng 9 này, các vườn cao su già đang lên cơn sốt giá vì giá thu mua gỗ cao su thanh lý bất ngờ tăng vọt lên gấp nhiều lần. Theo các thương lái, việc đóng cửa rừng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhu cầu gỗ cao su nguyên liệu tăng lên nhanh chóng, kéo theo giá cây cao su cũng tăng cao. Dự kiến nhu cầu của thị trường vẫn sẽ tiếp tục nóng trong thời gian tới và mang lại nhiều lợi nhuận cho người trồng cao su. Giá cao su mỗi năm chỉ dao động ở mức từ 600.000 đến 700.000 đồng một cây tùy theo địa hình, nhưng năm nay giá đã tăng vọt lên hơn 1 triệu đồng một cây. Mức giá của cây cao su cao nhất hiện lên đến gần 2 triệu đồng một cây đối với loại đã có tuổi đời trên 20 năm. Thế nên chỉ cần có 1 hecta cao su thanh lý, nhà vườn đã có thể thu về hàng trăm triệu đồng. Điều này nhanh chóng kéo theo giá đất cao su cũng tăng lên và bắt đầu có dấu hiệu sốt trở lại sau thời gian ảm đạm do mũ cao su xuống giá. Liên quan trong vụ phá rừng với quy mô lớn lên đến gần 61 hecta rừng tự nhiên tại xã Ân Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ công tác hai cán bộ kiểm lâm vì biết thông tin mà không khai báo với cơ quan chức năng với lý do để mật phục chờ đối tượng lên trồng rừng sẽ bắt. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhận định vụ phá rừng là rất nghiêm trọng, diện tích rừng bị mất rất lớn. Đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tạm đình chỉ công tác Phó trưởng hạt kiểm lâm huyện An Lão và kiểm lâm phụ trách địa bàn xã An Hưng khi xảy ra vụ phá rừng. Hạt trưởng hạt kiểm lâm An Lão đang đi học cũng bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm xử lý trách nhiệm. Thông tin chúng tôi vừa nhận được mới đây tại Trà Vinh. Khi sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Lâm Hưng, 29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh. Trước đây là kỹ sư điện làm việc tại Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3 về hành vi cướp tài sản khi cầm súng xông vào cướp ngân hàng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Trà Vinh, Hưng là kỹ sư điện làm việc tại Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3, nhưng dính vào cờ bạc cá độ bóng đá qua mạng và thua số tiền lớn. Để có tiền trả nợ, vào ngày 26 tháng 4, Hưng đã táo tợn dùng súng để cướp số tiền gần 1 tỷ 600 triệu đồng cùng với 3.590 đô la Mỹ tại phòng giao dịch của Vietcombank ở Duyên Hải. Đối tượng bị bắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2017. Hiện đối tượng Hưng phải hầu tòa với khung án cao nhất là tử hình. Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Dương Văn Truyện, 41 tuổi, quê Kiên Giang, vận chuyển 500 triệu đồng tiền giả qua khu vực cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng. Số tiền giả trên đều có mệnh giá 200.000 đồng và có nhiều tờ trùng series. Đối tượng khai, trước đó anh lên Lạng Sơn để thăm bạn gái, rồi vượt biên sang Trung Quốc. Lúc về được một người trả 10 triệu đồng để vận chuyển tiền giả về thị trấn Đồng Đăng. Hiện công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, thời gian qua, vấn đề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai rất tích cực. Số liệu thống kê cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2017, số lao động đi làm việc ở nước ngoài đã cán mốc gần 88.000 người, đạt 85% so với kế hoạch. Hiện tại, ngoài các thị trường quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang tìm cách mở rộng thị trường sang các nước châu Âu như Đức và Thụy Sĩ. Thời gian qua, cơ quan này cũng đã xây dựng đề án đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài. Công tác quản lý, hỗ trợ người lao động tại thị trường các nước Trung Đông, Châu Phi, nhất là tại Ả Rập Xê Út, Qatar được tăng cường. Có giải pháp ứng phó trước tình hình khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước vùng vịnh, bảo đảm các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Thưa quý vị, bảo vệ môi trường bằng cách vận động ít nhất 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia sử dụng xe buýt đi làm là mục tiêu của thành phố Đà Nẵng đề ra. Hiện Đà Nẵng có 12 tuyến xe buýt, trong đó có 5 tuyến xe buýt trợ giá được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, phương tiện giao thông công cộng này vẫn chưa thu hút được người dân Đà Nẵng. Nội dung của kế hoạch bao gồm tổ chức cam kết thi đua giữa các cơ quan đơn vị tham gia sử dụng phương tiện xe buýt, làm thẻ vé tháng đi xe buýt miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phát 10.000 tờ rơi về lộ trình các tuyến xe buýt, lắp đặt các bảng di động và phướng tuyên truyền. Thưa quý vị, với mục tiêu trở thành dàn nhạc tư nhân tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, mới đây, Hội đồng điều hành dàn nhạc giao hưởng mặt trời tại Việt Nam đã chính thức ra mắt. Dàn nhạc này sẽ quy tụ những nhạc công đạt đến chuẩn mực mà nền âm nhạc cổ điển thế giới yêu cầu. Dàn nhạc giao hưởng mặt trời ra đời nhằm hiện thực quả khát vọng mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, đồng thời thu hút những tài năng âm nhạc cổ điển Việt Nam để nâng tầm hội nhập thế giới. Những nhà sáng lập của dàn nhạc giao hưởng mặt trời hướng tới việc tạo nên môi trường để nuôi dưỡng và phát triển những tài năng âm nhạc cổ điển Việt Nam, mang đến cơ hội thưởng thức cho khán giả trên khắp thế giới, trên khắp đất nước, với nhiều chương trình hòa nhạc được tổ chức thường xuyên. Xin chào quý vị, tiếp tục chuyển động trưa nay, Quỳnh Như tiếp tục gửi đến những thông tin trong 389 cảnh báo. Công an phát hiện gần 400 cái cá đông lạnh hết hạn sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện hàng ngàn chai nước hoa giả bán tràn lan trên thị trường. Đặt phòng qua mạng khi đi du lịch, coi chừng dính bẫy, treo đầu dê, bán thịt chó. Đội quản lý thị trường Thủ Đức vừa kiểm tra đột xuất công ty cổ phần Anh Minh Quân, địa chỉ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có 37 thùng hàng chứa gần 400 kg cá thu đau nguyên con đông lạnh, hết hạn sử dụng cách đây gần 2 tháng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường Thủ Đức ghi nhận công ty đang kinh doanh thực phẩm cá đông lạnh, đa số các loại xuất xứ từ nước ngoài, có nhãn phụ đề bằng tiếng Việt theo quy định và có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên, vẫn có những lô hàng hết hạn sử dụng quá lâu mà không xử lý.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm quá hạn sử dụng, ghi trên nhãn hàng hóa, tạm giữ toàn bộ số cá quá hạn để tiêu hủy. Tâm lý mua đồ xịn giá rẻ của nhiều người hiện nay đã đẩy các tay buôn ngày càng có đất sống hơn khi chỉ cần tỉ tê một vài câu quảng cáo. Vừa qua, đội kiểm soát hải quan kịp phối hợp với chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra thực tế và phát hiện 1.660 chai nước hoa giả nhãn hiệu của các hãng nước hoa nổi tiếng từ Pháp và Ý. Theo ngành chức năng, các loại nước hoa giả này đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Chúng đang được bày bán công khai tại các chợ, cửa hàng mỹ phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, rao bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội với lời quảng cáo là hàng chính hãng nhập khẩu. Theo người mua hàng, nước hoa hiệu Gucci chai 50ml có giá 30.000 đồng, 100ml có giá 50.000 đồng. Nếu mua xỉ với số lượng khoảng 10 chai thì giá mỗi chai chỉ còn từ 20 đến 30.000 đồng. Thế nhưng, khi phân phối lại ngoài thị trường với giá từ 290.000 đồng tới 500.000 đồng một chai để kiếm lời. Thực chất, những hãng nước hoa hàng hiệu thật được nhập từ Ý hay Pháp giá không hề rẻ. Nhãn mác của những chai nước hoa giả được thiết kế cẩn thận, tinh vi, cộng thêm ưu điểm là có mùi hương bám khá lâu trên giấy nên người mua khó lòng phát hiện là hàng giả. Theo quy định hiện nay, trường hợp buôn bán hàng giả mạo nhãn, bao bì hàng hóa bị xử lý mức phạt tiền cao nhất là 30 triệu đồng. Thưa quý vị, với sự tiện lợi của Internet, mạng xã hội, những ai muốn đi du lịch thì chỉ cần vài cú lích chuột là có thể chọn cho mình phương tiện đi lại đến các dịch vụ như là khách sạn, nhà hàng hay quán ăn. Họ hiển nhiên đặt hết niềm tin vào đó mà không hề mảy may điều gì. Thế nhưng, lợi dụng điều đó mà hiện nay một số khách sạn tự phong là 4 sao, 5 sao, quảng cáo rầm rộ chất lượng nhưng thực chất không như lời mời gọi. Mời quý vị cùng xem các vụ việc sau đây để cảnh giác. Trong chuyến đi Đài Loan gần đây, anh Ngọc Quân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã phải gặp cảnh dở khóc dở cười do chất lượng phòng quá tệ so với quảng cáo lúc đặt phòng, là giới thiệu 4 sao, nội thất cổ điển gần trung tâm, tặng thêm giường phụ. Nhưng vì đã đặt tiền nên đành ở lại khách sạn cũ, ẩm mốc một đêm. Không chỉ có ở nước ngoài, tại Việt Nam cũng có nhiều trường hợp như vậy. Đó là trường hợp vị khách người Úc. Ông đã làm đơn khiếu nại về hiện tượng treo đầu dê bán thịt chó tại một resort ở Phan Thiết. Đặt tiền cọc 12 triệu đồng, nhưng vì khách sạn quá tệ, khách đòi tiền cọc thì không được đồng ý. Vụ việc này đã được ngành chức năng xử lý, nhưng tình trạng quảng cáo sai, tự phong hàng sao xảy ra khá phổ biến. Trường hợp trên chỉ là một trong những kiểu lừa đảo hiện nay, nhưng xem ra không gây ảnh hưởng nghiêm trọng như là kiểu lừa đảo chính sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là điều mà tôi muốn nhắc đến. Thuốc nam tân cân gia truyền không rõ nguồn gốc, nhãn mác được bán tràn lan hiện nay ở các tiệm thuốc đông y và cả tây y. Theo như lời mời gọi thì có tác dụng là tăng 4kg trong vòng 1 tháng, ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa hàng bán thuốc nam gia truyền quảng cáo có nhiều người đã dùng và có kết quả rất tốt nên bán rất chạy. Theo người mua cho biết, thuốc được để trong một hộp nhựa khoảng trên dưới 25 viên, giá bán là 180.000 đồng một hộp. Tuy nhiên, trên hộp không có bất cứ một địa chỉ sản xuất hay tên chính thức của hộp thuốc. Điều khiến người tiêu dùng dễ siêu lòng là vì những người bán huyên thuyên về công dụng của thuốc gia truyền rất bài bản. Các chuyên gia khuyên rằng, các loại thuốc nam nếu chưa được cơ sở y tế cấp phép và không biết rõ nguồn gốc xuất xứ thì người dùng không nên mua, vì tất cả các loại thuốc đều phải được ngành y tế kiểm chứng mới được phép lưu hành. Nhất là các loại thuốc ăn uống ngon miệng có thể chứa chì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và dễ dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe về hệ thần kinh, gây ngộ độc, các bệnh về tiêu hóa, suy thận. Tân cân cấp tốc không bao giờ là tốt mà cần phải có lộ trình. Theo như lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe thì người gầy cần tân cân tần suất làm cần nên tăng tần suất các bữa ăn, tăng thực phẩm có chứa protein, tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần và luôn giữ vững tinh thần vui khỏe, kiên trì thì ắt sẽ thành công. Được chia tách từ tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang thừa hưởng gần như trọn vẹn cơ sở hạ tầng về sân bay, cảng biển quốc tế, dịch vụ, ngân hàng lẫn nguồn nhân lực. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có. Để thu hút nhiều hơn nhà đầu tư, Hậu Giang cần có những định hướng chiến lược lâu dài, bài bản.
Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Tiếp tục chương trình, toàn đảo Puerto Rico vùng biển Caribe chìm trong bóng tối vì siêu bão Maria. New Zealand ách tắc giao thông vì thiếu nhiên liệu. Thưa quý vị, Maria là cơn bão thứ hai xảy ra ở vùng Caribe trong năm nay với sức gió lên đến hơn 200 km một giờ và cũng là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đảo Puerto Rico trong một thế kỷ qua. Trung tâm dự báo bão Mỹ cho biết bão Maria kéo theo ngập lụt nghiêm trọng ở Puerto Rico. Dù cơn bão đang rời khỏi khu vực này và suy yếu dần, nhưng hậu quả của nó để lại là toàn bộ nơi này bị mất điện, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 3 triệu 500 ngàn người. Lãnh đạo cơ quan phòng chống thiên tai trên đảo cho biết không người dân nào có điện sinh hoạt trong ngày 20 tháng 9 đến nay. Bão Maria đã làm ngã đổ các tháp phát tín hiệu di động, trụ điện, cây cối, tốc mái nhiều căn nhà, gây lượng mưa ít nhất 50cm. Lũ lụt lan rộng khiến những chiếc xe chìm trong các khu phố như con đường biến thành sông. 80% trong số 454 ngôi nhà ở đây đã bị phá hủy. Thống đốc Puerto Rico đã đề nghị Tổng thống Donald Trump tuyên bố khu vực đảo này trong tình trạng thảm họa, từ đó tăng ngân sách hỗ trợ khắc phục thiên tai trước nguy cơ chìm sâu vào khủng hoảng tài chính sau bão. Trong khi đó, hàng trăm nhân viên cứu hộ và cư dân tại Mexico vẫn thức thâu đêm nỗ lực để di chuyển các đống đổ nát nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm những người vẫn còn đang mất tích sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter vừa qua. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã có mặt tại hiện trường và cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng cao, đồng thời tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Mexico cho biết các lực lượng vũ trang và cảnh sát liên bang sẽ tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ cho tới khi không còn khả năng tìm thấy người sống sót. Cùng ngày, Giáo hoàng Francis cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, New Zealand và Trung Quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết đối với người dân và chính phủ Mexico. Trong khi đó, Israel thông báo đã gửi một đội gồm 70 binh sĩ, trong đó có kỹ sư và chuyên gia tìm kiếm cứu hộ tới Mexico để tiến hành kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống cơ sở hạ tầng sau trận động đất. Còn tại Nga, làn sóng khủng bố điện thoại thông báo nạc danh về các vụ đặt bom tại các địa điểm công cộng hiện nay vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã phải sơ tán hơn 200.000 người vì các cuộc gọi như vậy. Theo cơ quan phụ trách đường dây nóng khẩn cấp của Nga, các cuộc gọi nạc danh tăng mạnh trở lại trong ngày 19 tháng 9, khi thông tin về nguy cơ đặt bom xuất hiện tại thủ đô Moscow cùng với nhiều thành phố khác, đã khiến cho gần 100.000 người phải sơ tán, hơn 150 địa điểm phải kiểm tra tìm kiếm bom. Chỉ một ngày sau đó, vào hôm ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg cũng đã buộc phải sơ tán người dân khỏi quảng trường cung điện sau khi có cuộc gọi báo bom. Cho đến nay, các lực lượng chức năng của Nga không tìm thấy bất kỳ thiết bị gây nổ nào theo thông tin từ các cuộc gọi. Cơ quan an ninh liên bang đang xem xét giả thiết có một nhóm tin tặc quốc tế đứng sau các cuộc gọi nạc danh nói trên, cho rằng nhóm này đã viết một chương trình riêng để tạo nên dòng các cuộc gọi điện sử dụng điện thoại IP đến các địa chỉ lựa chọn. Đồng thời, cơ quan an ninh liên bang cũng xác định một số cuộc gọi được thực hiện từ Brussels, Bỉ. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở New Zealand đã buộc rất nhiều chuyến bay phải hủy vào hôm ngày 19 tháng 9. Còn các trạm xăng ở Auckland gần như cạn kiệt nguồn cung. Nguyên nhân là do đường ống dẫn nhiên liệu đến sân bay bị hư hại nặng. Tổng cộng 28 chuyến bay đã bị hủy trong ngày, với 22 chuyến nội địa và 6 chuyến quốc tế, sau khi đường ống dẫn nhiên liệu đến phi trường Auckland bị hư hại, gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động hàng không từ cuối tuần qua. Sau khi phải hủy tập trận chung với Singapore để tiết kiệm nhiên liệu, quân đội New Zealand đã gia tăng dịch vụ chuyên chở xăng dầu trên toàn quốc trong nỗ lực giảm tình trạng thiếu hụt, trong khi chính quyền đề nghị người dân tạm hoãn những chuyến đi bằng máy bay không quá cấp bách. Chính phủ đang gấp rút giải quyết tình hình. Chúng tôi không muốn gây phiền phức cho những hành khách đi máy bay theo cách này. Tình hình đang có vẻ trầm trọng hơn khi nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất là Shell Energy cho biết có đến 13 trạm xăng buộc phải ngưng bán xăng dành cho một số dòng xe xăng tại Auckland. Trước đó một ngày, 4 cây xăng ở thành phố lớn nhất New Zealand đã cạn sạch xăng 95 octane.
Đường ống dẫn đến sân bay Auckland vẫn đang tiếp tục được sửa chữa gấp rút. Dự kiến phải đến ngày 24 đến 26 tháng 9 mới khôi phục được 70% công suất. Hàng ngàn hành khách nội địa lẫn quốc tế bị kẹt tại thành phố Auckland, New Zealand sau khi một đường ống cung cấp nhiên liệu cho sân bay bị dở, buộc nhiều chuyến bay phải hủy. Thưa quý vị, nhìn vào hình ảnh này thì chắc hẳn là quý vị đều biết đây là trái gì và lá gì đúng không ạ? Nhiều ắt hẳn sẽ thường. Chính vì thế mà không ít người đã quên mất đi công dụng mà trời sinh dành cho nó. Theo một tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia cho rằng, một trái chanh hay một nắm lá chanh cũng có tác dụng phòng chống đến 50% các bệnh ung thư. Và Thư viện Y học Quốc gia Mỹ cũng đã từng công bố hàng loạt các nghiên cứu về nước cốt chanh có tác dụng đối với nhiều bệnh. Nhưng khoan hãy khai thác công dụng tuyệt vời của trái chanh mà câu chuyện sinh tồn hôm nay trước mắt sẽ giới thiệu đến quý vị. Lá của loại cây này có thể chữa được các bệnh thường gặp hàng ngày như ho, nhức đầu, cảm cúm như thế nào? Theo kinh nghiệm dân gian, lá chanh có vị đắng the, mùi thơm, tính bình, thường được dùng làm nguyên liệu cho nồi nước xông trị cảm sốt. Chỉ cần một nắm lá chanh kết hợp với một ít lá bưởi, bạc hà, sả là sẽ có bài thuốc hữu hiệu, nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Một tác dụng khác của lá chanh là giúp làm lành vết thương, giúp giảm sưng đau do mụn nhọt. Trong lá chanh chứa nhiều tinh dầu có tính sát khuẩn cao, giúp ngăn chặn sự xâm nhập của một số loại vi khuẩn gây nhiễm trùng và kích thích sự hình thành của tế bào. Do đó, chỉ cần tán lá chanh thành bột khô, rắc lên vết thương sẽ làm giảm sưng đau trong thời gian ngắn. Đặc biệt, lá chanh rất giàu vitamin C, có thể dùng nó như một loại thuốc tự nhiên để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Hơn thế nữa, vitamin B được tìm thấy trong lá chanh còn giúp tăng cường các mạch máu, làm giảm nguy cơ tăng huyết áp. Đối với phái đẹp, lá chanh còn có tác dụng hữu hiệu trong việc điều trị chứng nám da. Bằng biện pháp xông hơi da mặt kết hợp với vài lá chanh tươi sẽ giúp các vitamin và dưỡng chất có lợi thấm sâu, giúp làm đẹp và ngăn ngừa nám da cho phụ nữ sau sinh. Lưu ý, cách làm này chỉ nên áp dụng cho phụ nữ đã sinh con từ 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da, làm mờ vết thâm nám và phục hồi như trước khi sinh nở. Tuy lá chanh rất quen thuộc, nhưng nó có thật nhiều công dụng mà chúng ta chưa khai thác hết. Với những tác dụng đã được giới thiệu ở trên, hy vọng sẽ có ích cho quý vị để chống lại các bệnh thông thường hàng ngày. Chương trình Chuyển động Đông Tây đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.